Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh News 10 TV. Ngày hôm nay đây thì xin mời quý vị, cô chú, anh chị mình cùng lạc vào trong một cái câu chuyện phải nói rằng là lâm ly bi đát và cũng như không kém phần kịch tính trong câu chuyện ngày hôm nay, kể về cuộc đời của chị Thuận. Khi mà News 10 nghe cái câu chuyện của chị tâm sự kể đó quý vị, thiệt sự mình cũng nghĩ rằng trời sao giống trong phim quý vị ơi. Nói thiệt, News 10 cảm thấy lúc mà nghe câu chuyện á, cái mình kiểu như mình tập trung cao độ vô câu chuyện của chị kể, cái tự nhiên mình cảm giác mình mường tượng đâu đó giống như là mình đang xem một cuốn phim, thật sự là như vậy. Cho nên là cũng mong rằng quý vị mình cũng sẽ đâu đó nghe News 10 kể và mình cũng lạc vào một cái câu chuyện cuộc đời của chị Thuận giống như trong phim. Thì để quý vị, cô chú, anh chị mình không phải chờ lâu, News 10 xin vào trong câu chuyện ngày hôm nay. Chị Thuận quê ở Cần Thơ, sinh ra trong một cái gia đình rất là nghèo, thiếu trước hụt sau. Thì lúc còn nhỏ xíu á, chưa biết gì thì thôi, nhưng khi mà từ từ có nhận thức được á, thấy bạn có cái đồ chơi đẹp hay là có một cái bộ quần áo xinh, thì dĩ nhiên lúc đó là chị Thuận chỉ cũng ham lắm cái gì, nhưng mà lần nào cũng vậy, về hỏi mẹ nắm cái vạt áo mẹ kéo mẹ ơi sao mà con thấy con nhỏ đó nó có cái đầm nó đẹp, nó có cái đồ chơi đó đẹp. Hồi xưa quý vị biết ở dưới quê á là người ta bán đồ chơi dành cho mấy đứa con nít, nên là đồ chơi người ta đổ đống chứ người ta không có bỏ như bây giờ. Bây giờ là xịn rồi, thời đại bây giờ nó xịn, mình không nói là đồ, bây giờ là đồ chơi là đóng gói niêm yết rồi giá cả rồi đi kia ha. Còn ngày xưa là nó bán đồ chơi con nít á, là đổ đóng, trải cái miếng manh miếng bạc ra, xong rồi đổ đồ chơi lên trên đó, một đống đồ nhựa, một đống đồ nhôm, phải không? Rồi thí dụ như con gái á, thì sẽ mình ra đó mình lựa chảo nồi này kia, thấy không, bằng nhôm, đồ nhỏ vậy là bằng nhôm cái gì. Xong rồi ví dụ về á, mình tập cho con mình nó nhóm lửa, nó nấu cơm. Hồi xưa News 10 có chơi cái đồ chơi bằng nhôm đó nha quý vị nha. Nói chung là vui lắm, hồi xưa News 10 khoái cái đó lắm quý vị ơi. News 10 cũng ăn cắp gạo bỏ vô đó do nấu lên có rồi nha. Thì hồi xưa là đồ chơi đổ đống mà. Nhưng mà bây giờ nhà nghèo quá quý vị, thiệt sự bây giờ cho như nó rẻ cỡ nào nhưng mà nhà nghèo quá, cơm ăn còn thiếu lấy gì mua đồ chơi, thấy không? Thành ra phải thấy mấy đứa con nít ở xóm chơi, thì chị Thuận chỉ mới nói tôi thấy tôi tha ham lắm. Chiều tới là mấy đứa con nít á, con gái 2-3 đứa nó túm tụm lại, nó lấy 2 cục gạch tàu kê lại, xong rồi bắt đầu lấy cái đồ chơi bằng nhôm á, cái để lên trên, xong cái bắt đầu cái ở dưới á, cái nó cũng lấy lá dừa mà phơi khô đó, bắt đầu cái nó nhúm lửa quý vị. Thì coi như là 3-4 đứa nó tiểu không xúm lại chơi với nhau vậy đó. Thì chị mới nói là chị nhìn thấy chị muốn lắm, ham lắm, muốn xin mẹ ra ngoài cho chơi chung, mà mẹ nói thôi đừng có ra ngoài đó chơi rồi mắc công hồi nữa đó. Mình thấy mình ham quá, xong mình về mình đòi má đâu có tiền đâu mà má mua cho, thấy không? Rồi mắc công, rồi lúc đó má lại cảm thấy buồn nữa. Cho nên là bây giờ sau này chị Thuận chỉ lớn chị mới hiểu, khi mà làm mẹ chị mới hiểu. Còn hồi xưa lúc đó chị không hiểu, chị nói tại sao má cấm cản mình ở trong nhà, mình bước có 3-4 bước dò ra ngoài mình chơi với mấy đứa nít thôi mà sao má khăng khăng không cho. Mà mỗi lần á, mà mình về mình nói má ơi con thấy cái đồ chơi đó nó dễ thương quá, má mua cho con được không? Thì má cứ nói thôi từ từ đi rồi má mua, thư đi rồi má mua. Mà cứ nói vậy miết luôn, mà gần như là tuổi thơ chưa từng biết một món đồ chơi mới đó, một cái món đồ chơi như vậy luôn chứ không cần mới nữa. Thì sau này lớn lên chị Thuận mới hiểu là cơm ăn còn không đủ nữa, thấy không? Thành ra làm sao mà mua đồ chơi. Nhà của chị Thuận á, thì mẹ chị Thuận có bán nước đá cây quý vị. Bán hồi xưa á, là người ta có dựa nước đá cây thì người ta xây ấy quý vị, giống như kiểu dạng như là một cái bồn xi măng vậy đó, xong rồi bắt đầu cái xi măng nha, một cái bồn tráng xi măng, xong rồi người ta bỏ đá cây vô trong đó, rồi mình mua đá cây thì người ta chặt ra, người ta lấy cái đồ chặt đá cây đó, rồi người ta chặt ra rồi xong rồi mua bao nhiêu thì người ta bán bao nhiêu, phải không? Thì hồi xưa là bán đá cây không mà, chứ không phải đá viên tinh khiết như bây giờ quý vị. Thì má của chị Thuận á, là bà này bả tên Nên, mà bả thứ Năm, cho nên là ở trong xóm đó ai cũng kêu là chị Năm Nên hết trơn á. Thì bây giờ là News 10 cũng kêu là bà Năm Nên cho quý vị dễ hình dung nha. Còn ông chồng á, là ba của chị Thuận á, thì ổng tên là ông Hòa. Thì ông Hòa này nè, ổng có làm cái nghề là đạp xích lô, chạy xích lô mướn rồi đi chở hàng xích lô, cho lấy xích lô chở hàng cho người ta. Nhưng mà bây giờ nó ngặt nổi như vậy nè quý vị, ổng đạp xích lô ổng chở hàng cho người ta, mà lúc nào á cái cạn ngay chỗ trên cái tay cầm xích lô á, ổng cũng treo lủng lẳng cái bịch ni lông ở trong đó đựng chai rượu đế quý vị, không? Là coi như mỗi lần á, mà ổng khát nước, thay vì á, người ta khát nước người ta uống nước trà đá gì đó cho nó đã khát, đúng không? Không, ổng khát nước á, là ổng lấy rượu đế ổng uống thế nước. Thì quý vị nghĩ đi, ổng uống như vậy cho nên là ổng đạp xích lô không ai dám đi xích lô của ổng hết trơn á. Tại vì lên á, cái người khách người ta ngồi phía trước, không, ổng ngồi ở trên cái yên đạp, ổng ngồi cao hơn người khách, ổng cứ phà cái hơi xuống, nói chuyện toàn là cái hơi mùi rượu không, đâu có người khách nào chịu đi xích lô ổng. Với lại người ta sợ nó, ông nội này ổng xỉn vô rồi không biết ổng đạp rồi tới múc chỉ cà tha đứt chỉ thì Mỹ lụm da chai luôn quý vị, nên ta sợ, phải không? Thì coi như là cái ông Hòa này quý vị, ổng cũng sáng nói nào ngay là cũng có đẩy xích lô ra, cũng đạp lúc đi thì tỉnh nhưng mà lúc về thì xỉn đó, khổ vậy đó. Cho nên thành ra là ông này ổng kiếm không có bao nhiêu tiền quý vị ơi. Mà bây giờ cái gia đình kinh tế lúc đó chỉ có một mình là bà Năm, nên là bả là cái người lo cho con thôi. Thì cái năm đó là chị Thuận 5-6 tuổi quý vị. Chị Thuận đã chứng kiến một cái sự việc kinh hoàng nó như thế này và News 10 xin kể quý vị nghe. Bởi bắt đầu là cuốn phim cuộc đời của chị Thuận nha. Năm đó chị Thuận mới có 5-6 tuổi thôi. Thì căn nhà hồi xưa là đốt đèn dầu quý vị. Tại vì xài đèn điện, tiền đâu mà chịu nổi. Hồi xưa mà em nói với quý vị, hồi xưa là nhà nào mà nghèo quá người ta đâu có mà câu đèn điện đi, đèn điện chi là người ta cứ xài tim đèn á, không tim đèn dầu á, rồi người ta cứ để vậy đó, le lói heo hắt vậy thôi, chịu vậy thôi chứ quý vị. Thì vợ chồng á, ông Hòa với bà Năm Nên là hai vợ chồng là ở nhà xài toàn đèn dầu không à. Thì coi như là hai vợ chồng với đứa con á, ngày nào tối căn nhà nó cũng tối ôm à. Ở trong cái khu xóm đó là căn nhà này, hai vợ chồng này không bao giờ có đèn, chỉ có đèn dầu thôi, chỉ có đèn ánh đèn của dầu thôi, còn ngoài ra là không có đèn điện, không có ánh đèn gì hết trơn, nhà tối thui hiu hắt vậy quý vị. Mà bây giờ ở nhà có cái đèn dầu, mà bây giờ nó khổ nổi á, nhà có hai cây đèn dầu nhỏ, cây đèn dầu mà dần dầu nhỏ nữa nha. Thì mỗi lần á, một cây thì để trong nhà, một cây thì bà để ngay trước, ngay chỗ mà bán nước đá đó, ngay trước cửa nhà là có cái bồn bà đứng đựng nước đá cây á, là bà để thêm cây đèn dầu ngay đó, ai lại mua bà thấy đường bà chặt đá cây, đúng không? Thì thành ra là coi như nhà khổ đến mức độ đó quý vị biết rồi. Thì cái ngày hôm đó là chị Thuận nó chỉ 5-6 tuổi, chị cứ chứng kiến một cái sự việc như vậy. Ba chị ngày hôm đó ổng xỉn, thì ổng mới đi về cùng với một cái ông bạn của ổng nha. Thì chị Thuận chỉ nói là lúc đó mình còn nhỏ quá, 5-6 tuổi, trong cái ký ức của mình chỉ biết cái đó là bạn của ba mình thôi, chứ mà hoàn toàn không biết ông đó là ai. Không có biết là ông đó có phải là bạn thường xuyên tới nhà chơi không, cũng không biết luôn. Chỉ có gặp ông đó một lần duy nhất là cái lần đó thôi, và cũng là cái lần định mệnh đó. Thì cái ngày hôm đó là ba của chị, ổng đạp xích lô về buổi chiều, ổng mới dẫn theo cái người bạn đó, hai người cùng đi về. Rồi hai người á là lấy xoài quý vị, cắt xoài ra, xoài mà hơi chua chua đó. Xong rồi là coi như làm chén muối ớt không, làm chén muối mà muối với ớt á, mình giả cho nó trộn cho nó cay thiệt là cay không, đặng để mà chấm với lại cái xoài đó, rồi vậy đó, uống rượu đế thôi đó quý vị, nhậu vậy thôi đó. Thì cái người bạn đó của ông Hòa đó, chuốt ông Hòa say bí tỉ quý vị, say mà không biết trời trăng đến nỗi mà ổng ngủ mà ổng ngã ngang. Thì thật ra mà nói cái ông nội ông Hòa này nè quý vị, ba chị Thuận nè, ổng là bình thường là ổng đã uống rượu là thay nước lã rồi, là bình thường là ổng đã sáng đi làm là tỉnh, mà chiều đi làm về là xỉn rồi đúng không? Mà bây giờ chiều á, ổng đã xỉn rồi, trong người ổng đã có rượu rồi, ổng còn nai theo một thằng bạn này của ổng nữa. Thằng bạn này ổng biết thằng bạn ất ơ ở đâu á, coi chắc cũng bợm nhậu giống ổng mà cũng tào lao gì đó. Cái ổng đưa về nhà, ổng nhậu tiếp thằng này tăng nữa. Thì em hỏi chị, ổng gục cần không? Ổng gục cần chứ gì nữa. Cho nên là thằng này nó nhấp ổng mà vài cái xong rồi coi như ổng bất tỉnh nhân sự luôn quý vị, ổng ngã ngang, ổng ngủ không biết trời trăng. Thì lúc này quý vị, cái ông nội ông bạn của ông Hòa nè, cái thằng cha bạn này nè, mới đi vô trong buồng má của chị Thuận á, và kiếp hưởng má chị Thuận đi. Và lúc đó chị Thuận ở trong buồng với má chị chứng kiến cái cảnh á, là má mình bị cái ông nào lạ quắc là quơ làm cái điều đó với má mình. Mà lúc đó ông này á, ổng kêu chị á, là mày không có được la lên nha, mày mà la lên là tao làm này làm kia má mày. Cho nên là lúc đó là chị ở trong phòng á, chị phải trân mình, chỉ đứng, chỉ chứng kiến, chỉ nhìn thấy cảnh á, cái ông nội ông bạn của ba chị đó làm cái kiếp hưởng má chị. Cái gì coi chịu nổi không, mà chỉ không dám la, tại vì lúc đó mới có 5-6 tuổi thôi. Nghe ông này á, hăm he, ông này nói mà mày la lên là tao này kia, mẹ mày sợ quý vị, chỉ sợ má chỉ có gì. Cho nên là chỉ đứng yên giống như là trân vậy thôi, mà run sợ không biết bây giờ làm sao. Rồi nhìn thấy cảnh má mình vậy đó quý vị. Thì sau khi mà ông nội đó vậy xong rồi đó, ổng kéo phọt tia xong là ổng bỏ ổng đi luôn. Thì cái chuyện đó nó quá xấu hổ đi. Mà ngày xưa nó, phụ nữ ngày xưa nữa quý vị, phụ nữ ngày xưa chứ không phải phụ nữ bây giờ. Mà nếu mà có như vậy á, là mình sẽ la lên và mình nhờ can thiệp cái này cái kia, để mà giống như là nhờ cơ quan chức năng can thiệp này kia cho mình đúng không? Nhưng mà không quý vị, phụ nữ ngày xưa dù là mình biết là mình cái đó là mình không có phải là mình lăn loàn trắc nết, mà cái đó là mình bị kiếp hưởng. Nhưng mà một khi mà mình đã có cái bị một cái tì vết gì đó trong cuộc đời của một người đàn bà đó, thì lúc đó dư luận xã hội cái thời đó đó, người ta vẫn là coi nói chung coi thường mình lắm, và họ sầm xì to nhỏ. Nói chung là mình sống bằng dư luận xã hội, mình nặng nề lắm cái gì, thời xưa nó không phải như bây giờ. Cho nên là cái chuyện đó sau khi mà nó xảy ra xong rồi á, thì mẹ của chị bà Năm Nên á, bà mới nói ôm con gái. Sau khi mà bà bị vậy xong, bà mới ôm con gái, bà mới kêu con á là con không sao má, không sao. con đừng có đi ra ngoài, con nói với ai cái chuyện đêm nay nha. Là lúc đó chỉ mới 5-6 tuổi thôi là má chỉ đã dặn chỉ vậy rồi quý vị. Và cái cảnh tượng đêm hôm đó nó ăn sâu vô trong đầu của chị Thuận, chứ không bao giờ quên được cái cảnh má mình bị một người đàn ông làm cái điều đó. Thì thời gian thấm thoát thôi đưa quý vị. Ngay cả là ông Hòa, ba của chị cũng không biết cái chuyện là cái thằng bạn của mình làm điều đó với vợ của mình nữa. Tại vì quý vị biết sao không? Nếu mà News 10 nói ra chắc chắn ở đây có nhiều cô, có nhiều chị sẽ bức xúc. Nhưng mà nếu mà chị nào trong cái hoàn cảnh mà ngày xưa đó mình sẽ hiểu. Tại vì quý vị biết sao, cái bây giờ này em hỏi quý vị, bây giờ cái giờ bà Năm Nên là má chị Thuận nè, bây giờ bà sợ dư luận ở bên ngoài thì cái đó là mình hiểu đi. Nhưng mà bây giờ tại sao bà không dám nói cho chồng bà cái chuyện bà bị cái thằng bạn ất ơ của chồng bà làm vậy làm kia? Nếu mà quý vị sẽ nghĩ là tại sao bà này bà ngu bà không nói, đúng không? Nhưng mà nó khổ lắm quý vị ơi. Cái thằng chồng của bà Năm Nên này, ông Hòa nè, ổng không phải là cái người mà biết thương vợ thương con. Quý vị thấy nội mà xỉn mà sáng xỉn chiều sai, sáng sai chiều xỉn, xong rồi về dẫn thằng bạn ất ơ nào về rồi nhậu bét nhè vậy, rồi xỉn gục cần vậy mà không màng thằng người lạ trong nhà. Rồi vợ con mình sao? Vợ con mình là cũng thân cô thế cô, phụ nữ ốm yếu nữa, đúng không? Như vậy á, không phải là cái người thương vợ thương con nha. Cho nên nếu như á, mà bà Năm Nên mà bà nói ra cái chuyện á là bả bị bạn của chồng bả làm này làm kia, chưa chắc ổng tin bả nữa, hay là ổng sẽ tin mấy thằng bạn bợ rượu chè của ổng, có gì không? Tại vì ổng thứ mấy thằng mà bạn nhậu hay mấy thằng bạn cờ bạc đó, nó coi bạn dữ thần lắm, nó coi bạn quý lắm quý vị ơi. Cho nên nhiều khi chưa chắc nói xong đó, nó tin mà lời mình nữa, hay là nó nói xong mình còn tức hơn đó. Ví dụ như mình nói đi, ví dụ mình khóc mình kể trời ơi anh ơi em bị vậy, nhiều khi nó chơi nó cú đấm tác giả với mình liền mà nó còn nói với mình sao, không? Ai biểu chắc là lúc đó hả cô hả lẳng lơ, cô canh tôi xỉn rồi cô lẳng lơ thằng bạn tôi rồi hai người này kia chứ thằng bạn của tôi tin nó chứ tôi không tin cô này kia. Nó nói hồi nữa mình còn tức nữa quý vị. Cho nên thành ra đó lúc đó ổng xỉn rồi, ổng không còn biết trời trăng mây gió. Bây giờ nếu như mà cái chuyện này mà làm bùm chèn lên, lớn chuyện lên, đã lớn từ trong nhà mà lớn ra tới ngoài sân đó, là hồi thúi mặt một mình cái bà Năm Nên này thôi quý vị. Một mình bả ôm cái sự tủi nhục thôi. Cho nên thà cái sự tủi nhục này một mình bả và con gái bả biết thôi, chứ bả không để tròn chồng bả hay là bất cứ ai biết quý vị. Nó lạng vậy đó. Bởi vậy em nói quý vị rồi, phụ nữ ngày xưa là cam chịu đựng. Em nói quý vị rồi, mà bây giờ là cam hồi xưa sao nó nhiều dữ vậy, chứ bây giờ mà cam bây giờ là nói chung là nó chịu đựng kiểu đó là nó chai. Thì sau cái trận mà bị kiếp hưởng vậy xong đó quý vị, thì bà Năm Nên á, tầm tháng sau bà phát hiện ra bà có bầu. Quý vị coi khổ tâm chưa? Thì bây giờ bà phát hiện ra bà có thai. Thì thiệt sự mà nói bà phát hiện ra bà có thai á, cái lúc đó bà Năm Nên bà cũng hoang mang lắm. Tại vì cái thứ nhất á, là bà cũng có bị chồng bà này kia ấy bà nữa hay không? Vợ mỗi lần ổng xỉn vô ổng cũng có đè bà này kia. Rồi bây giờ cái đêm hôm đó thì bà bị cái ông ất ơ đó kiếp hưởng bà nữa. Cho nên thành ra thiệt sự cái lúc mà có bụng bầu nó chương bướng lên, bà phát hiện có bầu á, là bà không hề biết á, là hoang mang không biết cái đó là con của ông chồng mình hay là con của cái thằng cha già kia hay không, không biết luôn. Mà bây giờ nếu như bây giờ là cho như con cha già kia hay con chồng mình á, thì bà Năm Nên bà cũng ngồi bà cũng suy nghĩ, con nít nó đâu có tội tình gì đâu, bây giờ nếu mà mình đi xử lý á, thì mình khỏe cái thân mình đó. Nhưng mà mình thấy giống như là mình á, đã khổ rồi, không lẽ mình lấy cái khổ đó mình đè lên đứa con của mình, dù sao nó đâu có tội. Bởi vì á, là ba của nó có thể là ai cũng được, nhưng mà mẹ của nó thì chỉ có một mình và bà Năm Nên mà thôi, đúng không? Rõ ràng. Tại vì bà Năm Nên là người mang nặng đẻ đau sau này, đúng không? Thì chắc chắn là con đó có thể là con của chồng bà hoặc con của cái ông kia. Cái đó để chuyện đó bà không quan tâm, nhưng quan tâm một điều là chắc chắn đó là con của bà mang nặng đẻ đau, là bà là mẹ của con nhỏ. Thì bà chỉ cần biết là đó là con của mình thôi. Đó, chứ bà không cần nghĩ là con của thằng này thằng kia, con A, B, C, không? Bà chỉ cần biết con của mình thôi. Thì bà mới thấy là đứa bé nó vô tội gì, cho nên là bà Năm Nên bà giữ lại cái bầu. Thì một thời gian sau bà mới sanh ra cho ông Hòa được một thằng con trai quý vị. Thì ác nổi cái ông Hòa này, ông lại rất là cưng. Tại vì hồi xưa đó người ta trọng nam khinh nữ, em nói quý vị rồi. Mà bây giờ tự nhiên ông này ông thấy bà vợ ông bây giờ đẻ cho ông được thằng con trai. Hồi xưa con Thuận thì nói nào ai ông cũng thương gái ông nha. Thương ở đây tức là ông cũng không có chửi mắng nó một lời nào, không lo nó thôi nhưng mà không chửi mắng không này kia. Nhưng mà bây giờ tự nhiên có được thằng trai là ổng cưng. Cái tự nhiên từ ngày có thằng trai cái ổng tu tâm dưỡng tánh lại quý vị. Ổng bớt rượu chè lại. Ổng bớt rượu chè lại nha. Rồi cộng với là bà Năm Nên á, bà cũng khuyên ổng. Bây giờ ông có gái có trai đủ nếp đủ tẻ, ông có hai con rồi. Ông nên tu tâm dưỡng tánh lại, sau này con gái lớn mình á, nó có đi làm xui á, thì nhà trai người ta không khi dễ nhà bên mình, thấy không? Thì bà cũng khuyên chồng nói chung mỗi ngày khuyên một chút cho ổng thấm dần dần cái gì. Thì tự nhiên á, ổng cũng có thay đổi. Nhưng mà cái sự thay đổi của ổng ban đầu rất là ít. cho tới khi xảy ra một cái cú sốc như thế này thì ông Hòa ông mới bắt đầu thay đổi nhiều. Cái ngày hôm đó hiểu không, ông Hòa này nè, ông mới đạp xích lô thì giống như ngày nào ông dậy sáng chạy xích lô đó, thì thằng con trai của ông á, lúc đó nó lụm đụm, nó cũng tầm 5-6 tuổi. Là lúc đó chị Thuận á, chị cũng đã tầm mười mấy tuổi rồi, 11-12 tuổi, thì thằng em chị nó 5-6 tuổi. Thì thằng em của chị nó tên là Thảo, gia đình á, thì tên á, bà Nên nè, ông Hòa nè, là Nên Hòa đúng không, rồi tới chị Thuận nè, và thằng trai tên là Thảo. Bởi vì cho nên gia đình này á, khi mà ở xóm đó người ta ghẹo là Nên, Hòa, Thuận, Thảo, quý vị không, là nói chung là kêu tên nguyên gia đình bốn người á, là thành là cái cụm từ là Nên, Hòa, Thuận, Thảo. Tên cũng rất là hay, cái câu cũng rất là hay quý vị, cũng có ý nghĩa. Thì coi như cái thằng Thảo này năm đó nó 5-6 tuổi quý vị. Thì ngày hôm đó đó là coi như nó đu theo ba nó, tại ba nó cưng nó quá, nó đi đâu nó cũng đu theo. Thì chị Thuận thì chỉ ngược lại, chỉ lại kháng khích với má chỉ nhiều hơn, chỉ kháng khích với bà Năm Nên nhiều hơn, cho nên là chỉ cứ ở nhà lẫn quẩn ở nhà với má chị á. Thì cái công việc của chị Thuận lúc đó đó 11-12 tuổi là chị đã biết đi làm rồi, mà cái công việc chị làm thì cũng không có nặng nề gì. Chị làm vậy nè quý vị, đối diện nhà của má chị á, có cái bà đó, bả chuyên gia buôn bán rau ngoài chợ. Thì giống như là bả nhờ giống như là mình á, mỗi ngày qua đó rau người ta giao qua cho bả đúng không, ở Bình Dương người ta giao rau qua cho bả. Thì bả kêu chị Thuận qua bên nhà bả đó lọc rau ra, tức là cái rau nào mà nó vàng nó úa nó giặt quá đó thì bỏ mấy cái lá đó ra, lọc rau ra với bả. Thì giống như một ngày vậy á, làm vậy đó mấy tiếng thì bả cho nhiêu tiền dạng vậy đó. Là coi như 11-12 tuổi là chị Thuận có một chuyện làm rồi, có kiếm tiền phụ má được rồi đó quý vị. Còn bà má thì cũng đi làm cái vụ lọc rau luôn, nhưng mà thời gian mà ví dụ như có ai ghé qua mua nước đá thì bà chạy xẹt về nhà, bà chặt đá cây bà bán. Thì nói chung là nhà của bà ở xóm mà lọc là bán rau đó, với nhà của bà Năm Nên là hai nhà nó đối diện nhau thôi, đi qua đi lại băng qua băng lại, nó có nơi mà 4-5 bước giò quý vị. Thành ra đó là hai má con chị Thuận với bà Năm Nên này là dính với nhau như sam, hai mẹ con đi đâu cũng gặp phải không. Còn cái thằng Thảo á, em của chị Thuận á, lại nó dính với ông Hòa không, hai cha con dính như sam. Thì cái ngày hôm đó là ở trong cái sân chùa đó quý vị, ở dưới quê nó có một cái chùa cũng khá là lớn. Trong cái sân chùa đó nó có để cái đồ bóng rổ, nó có để cái đồ mà chơi để cho buổi chiều cho tập trung mấy đứa con trai á, nó xúm vùng đó nó chơi bóng rổ. Còn không á thì là chơi đánh cầu lông ở trong đó không, giăng lưới rồi xong đánh cầu lông ở trong. Thì hồi trước á là ông Hòa này nè, là ổng mà bữa nào mà ổng về ổng đạp xích lô, chiều ổng về ổng tỉnh á, ổng sẽ sóc thằng Thảo á, đưa lên xích lô, xong ổng đạp xích lô, ổng đưa thằng con ổng đi ra ngoài cái chỗ sân chùa này nè, cho thằng con ổng với ổng hai cha con là coi người ta đánh cầu lông với lại chơi bóng rổ đó quý vị. Thì coi như tới cái ngày hôm đó, đó là một cái ngày định mệnh như thế này. Hôm đó đó thì cái chị Thuận chỉ mới đi theo bà Năm Nên má chỉ, hai mẹ con qua bên nhà của bà mà lựa rau không, là ở đối diện ở qua bên đó làm. Thì ở nhà nè, cái ông Hòa nè, ổng đạp xích lô về nhà trong cái trạng thái ổng xỉn bát nhèo rồi. Thì giống như là xỉn cũng không đến nỗi là xỉn nhiều hơn so với những ngày thường thôi, nhưng mà nó cũng không đến nỗi nào mà ổng xỉn bế xế gì. Thì ổng định trong đầu là thôi chắc ổng vô ổng nằm ngã vô buồn ổng ngủ luôn, ổng vô buồn ổng ngủ luôn. Thì ổng vừa đi vô buồn thì Thảo nó trong nó chạy ra, nó thấy mừng ổng, nó thấy ổng mừng ổng về, nó mới kêu cha chở con đi ra ngoài chùa coi nữa đi cha. Thì ông Hòa ổng mới trả lời là hôm nay cha mệt quá cho cha ngủ đi con, rồi gì mai cha bù nha, mai cha về sớm chở con đi bù. Nhưng mà thằng Thảo này nó cứ vô nó nắm tay nó níu hoài, thôi cha con muốn đi cha cho con đi được không, chứ đợi tới ngày mai còn lâu lắm. Thì bây giờ nghe con mình nói hoài vậy quý vị thì chịu không nổi, mà ổng nghĩ trong đầu là hôm nay ổng cũng xỉn nhiều hơn bình thường, nhưng mà ổng thấy ổng cũng không đến nỗi nào. Bây giờ con nói vậy quá thì thôi ổng cũng gán chiều không, ổng mới xốc nhỏ lên xích lô như mọi khi, ổng mới đạp đại chở nhỏ đi. Thì ai ngờ đó quý vị, ra vừa tới ở trong hẻm, vừa quẹo ra tới ngoài cái ngã tư không, ra ngoài lộ, ra ngoài ngã tư á, là ta nói ổng đạp xe xích lô mà ổng đạp ngược chiều quý vị, coi chịu đời thấu chưa. Mà ổng ý y á là ổng đi ngược chiều mà ổng đi sát lề, ổng nghĩ trong đầu là nó không sao. Nhưng mà ai ngờ đâu cái xe ở dưới người ta xui lên thì người ta thuận bên mé phải, ổng đi ngược chiều mà quý vị, ổng sát lề chứ, nhưng mà chiếc xích lô nó cũng càng nữa, cái bề ngang nó cũng bự mà. Thì cái xe kia nó mới chạy, nó vướng vô cái mũi dè của cái xích lô quý vị, nó mới kéo chiếc xích lô ngã bổ bào xuống đất. Thì ổng không sao, ông Hòa thì ổng chỉ bị giống như trầy xước bình thường thôi. Nhưng mà thằng Thảo nó té xuống thì nó có va đập vô trong cái đầu, nó có đập xuống dưới đất. Nhưng mà nó đập xong rồi thì ổng lật đật là ổng lại ổng sốc con ổng lên, hỏi có sao không. Thì thấy con nó bình thường rồi, nó nói con đau thôi ba chứ không sao. Thì ổng nhìn lên ổng thấy là nó có hơi u cái đầu thôi chứ cũng không sao quý vị. Thì ổng mới lấy tay, ổng mới lấy cái bàn tay ổng nè, ổng dò vô trong ngay chỗ cái vị trí mà nó bị u á không. Thì ổng nghĩ là ổng dò vậy á là coi như con mình hết đau phải không. Ai ngờ đâu quý vị vô trong chỗ chùa đó coi coi bóng rổ rồi kia, xong cái bắt đầu cái ổng chở con ổng về. Sau tiện tối ngày hôm đó nửa đêm Thảo này á, nó sốt ly bì, nó sốt dữ lắm mà nó giống như là sốt mê man đúng gì. Thì bà Năm Nên này á, bả mới thấy con bả nó mớ, nó gên hị hị, bả mới gờ lên thì trời ơi trán con mình nó mồ hôi ướt đẫm luôn mà nó sốt phải không, cao độ. Bả mới lật đật bả xốc con lên xích lô. Thì coi như lúc đó đó là chị Thuận chị ở nhà coi nhà, bà Năm Nên nó phải nai thằng con trai á, leo lên chiếc xích lô cho ổng đạp đưa xuống bệnh viện. Thì xuống dưới đó là bác sĩ cho nhập viện vô xử lý liền quý vị. Nó bị siro bầm phải không. Thì coi như là bác sĩ mới nói tại sao bị mà không chịu đi xuống liền, đợi tới khi mà bây giờ nó tụ lại thành là siro bầm rồi mới đem xuống đây. Vậy quá là nguy hiểm. Bây giờ cũng may á là nó chỉ mới là nó phát sinh ra cái dấu hiệu sốt là đưa xuống liền, chứ nếu mà gia đình mà lỡ mà ba má mà ham ăn ham ngủ đêm đó mà ngủ rồi là tới sáng mai là nhỏ nó đứt chỉ và Mỹ làm dây chai luôn đúng không. Thì ông bác sĩ ông la quá trời quý vị. Thì sau đó coi như là phẫu thuật cho thằng Thảo rồi này kia xong xuôi á, thì thằng nhỏ nó ở trong bệnh viện á, nói chung là cũng phải theo dõi một thời gian sau thì nó đi về. Nhưng mà từ ngày đó trở về đi quý vị là giống như là nhỏ nó bị chắc cà đau tành tành đúng không, nó nói chuyện nó hơi bị lắc kêu á, nhưng mà cũng không biết nói sao. Nói chung là nó bị ngơ ngác á, mình nói thẳng là vậy, tội nghiệp lắm quý vị. Tự nhiên đẹp trai cao ráo, mặt nó giống ông Hòa dữ lắm luôn, ông Hòa cưng nó dữ lắm. Mà tự nhiên đáng lẽ ra ban đầu ổng nghĩ trong đầu ổng muốn con ổng ngày nào cũng coi người ta chơi bóng rổ với chơi đánh cầu lông, để tương lai con mình nó cũng có cái môn thể thao cho con mình, nó con trai mà nó phải có biết chơi thể thao rồi cho tướng tá nó ngon lành. Ai ngờ đâu giờ con mình nó bị chắc cà đau tành tành gì. Thì sau khi mà Thảo nó bị vậy xong á, thì ông Hòa này quý vị, ổng giống như ổng tự thấy ổng cắn rất lương tâm. Tại ổng không, tại ổng là sáng xỉn chiều sai, sáng sai chiều xỉn, ham ăn ham nhậu mới ra cái sự ngày hôm nay con mình nó bị như vậy là tại vì cái quả báo do mình gây ra thấy không. Thì thế là bắt đầu quý vị, ổng từ đó về sau là bạn nhậu tới rượu tận nhà luôn, năn nỉ chở ổng đi luôn, không là không đi quý vị. Ổng thề với lòng là cỡ nào cỡ vì rượu mà con ổng mới ra nông nổi vậy, cho nên là ổng sẽ thề với lòng là ổng không bao giờ đụng dù một giọt rượu, vậy là ổng bỏ thiệt luôn, rượu bia không bao giờ đụng. Thì coi như đó là sau đó bắt đầu là ổng tu tâm dưỡng tánh đó, là ổng ở nhà là ổng phụ bả đó bán, nói chung là phụ bả chặt nước đá bán nước đá là một tay ổng không đó. Còn Thảo thì bây giờ nó bị chắc cà đau quý vị, đâu đi học hành gì đâu, nó ở nhà, nó cứ ở nhà vậy đó quý vị, rồi nó ngơ ngác nó đi ra đi vô trong hẻm nó chơi mấy đứa nít, mà bị mấy đứa nít ăn hiếp, mấy đứa nít nhỏ tuổi hơn nó mà vẫn ăn hiếp nó luôn, tại vì thấy nó ngơ mà quý vị, tội nghiệp lắm. Thì bây giờ là cuối cùng bây giờ nhà quý vị thấy cái hoàn cảnh gia đình như vậy đó, chịu nổi không, nhìn thấy rất là thương đúng không quý vị. Nhà thì đèn dầu hiu hắt, không có dám mở đèn điện sợ tốn tiền, mà bây giờ á, lại đẻ ra thằng Thảo, mà cũng không biết thằng Thảo có phải con ông Hòa không nữa mà đẻ ra xong rồi ông Hòa cưng ơi là cưng, xong cuối cùng cũng do ổng mà giờ con ổng nó tành tành. Cuối cùng thì bây giờ trong nhà thì chị chỉ có nhìn thấy là chị Thuận là coi như là chỉ nhìn ok thôi, tức là mặt mày thì cũng xinh xắn, tướng tá thì cũng ưa nhìn thấy không, nói chung là nhìn chỉ là coi như là bình tĩnh nhất á, bình thường nhất á, đẹp nhất á. Thì coi như bây giờ vậy trong gia đình má của chị cũng mong muốn con mình nó có cái tương lai tươi sáng, chứ nó đừng khổ như mình, lấy phải cho ông chồng như vậy rồi khổ cả cuộc đời thấy không, khổ tới ngày hôm nay. Cho nên bà Năm Nên mới cứ thủ thỉ với Thuận rồi mới nói mai mốt lớn con gán kiếm cho mình một cái tấm chồng tốt. Từ con gái phải dè dặt dè chừng, con trai nó có đụng chạm gì trong người á thì mình phải giữ kẻ, mình không có cho con trai đụng vô trong người nha con. Còn người khác mà có cái ý đồ gì với mình á là mình phải tránh người ta liền, và đừng bao giờ tiếp xúc cái người xấu đó thấy không. Thì bà dặn con gái bà vậy gì. Thì bây giờ thấm thoát là chị Thuận năm đó là chỉ 20 tuổi, chỉ 20 tuổi thì cái thằng Thảo em chỉ năm đó nó cũng 14-15 tuổi gì, nó ở nhà không à, nó cũng má nó sai gì thì nó làm đó, giống như má nó sai mà đi mua cho má cái này mua cho má kia thì nó vẫn đi. Nhưng mà dĩ nhiên là nó đi vòng vòng trong xóm đó thôi, trong ngõ đó thôi, chứ nó không đi ra xa nha quý vị. Nhưng mà ý là nó cũng biết nó cũng đi, chẳng qua là tại vì nó quên nhớ, thí dụ má nó kêu nó mua 5.000 tiêu rồi nó mua 5.000 hành vậy thôi, thì giờ nó phải đi ra trở lại, vô nó đem 5.000 hành về bả nói không 5.000 tiêu thì nó phải vòng đầu xe đi ra ngoài nó mua lại. Thì nói chung nó phải cực vậy, nhưng mà nói nào ngay là nó nghe lời, nó ngoan lắm quý vị. Thì sau đó chị Thuận năm đó 20 tuổi đó thì có một cái mối hôn sự này nó tự đưa đến chị không có tìm. Nói chung là chị nghĩ là hoàn cảnh của mình nghèo quá, ai đâu mà thèm gớ tới mình, đâu mà mình nghĩ tới cái chuyện yêu đương trai gái bồ bịch, với lại 20 tuổi nữa. Chị thấy là chị muốn ở bên cạnh ba má chị, phụ ba má chị chứ đâu muốn lấy chồng đâu quý vị. Mà tự nhiên cái nhiều con trai để ý dữ lắm, ở trong xóm đó cũng có, xóm trên cũng có, rồi nhiều khi người ở nơi khác tới đây chơi thấy chị cũng chấm, chị cũng thích chị nữa, mà chị không thích ai. Nhưng mà bây giờ ác nổi chị lại thích đúng một cái người này quý vị. Chị thích cái người này nhưng mà chị để trong lòng, Nhưng mà không ngờ cái ngày hôm đó cái người này á lại qua bên nhà muốn hỏi cưới chị luôn. Quý vị có thấy hay không, giống như trong phim không? Tức là chị thích cái anh này, chị cũng thích anh này, mê anh này, thấy anh này đẹp trai chị thích rồi. Nhưng mà chị để trong lòng, chị nghĩ đầu anh này con nhà giàu quá, giàu nhất nhì trong chị Thuận chỉ nói là cái anh này nè, ảnh giàu nhất nhì trong cái xóm đó, là anh này anh tên Thắng, con của một cái gia đình mà giàu có tiếng nhất nhì ở trong cái xóm đó luôn. Cho nên á là cái anh Thắng này ảnh được nuông chiều từ nhỏ tới lớn luôn quý vị. Thành thử ra cho nên chị nghĩ trong đầu trời ơi mình với ảnh giống như là nó bập bên, nó một bên cao một bên quá thấp không, chạm đáy xã hội, còn một bên là nó ở trên mây á, làm sao mình với tới. Cho nên ảnh thích, chỉ thích anh Thắng, chỉ gặp anh Thắng chỉ siêu lòng chỉ thích, nhưng mà chỉ để trong lòng. Tự nhiên không cái một ngày đẹp trời cái anh Thắng này ảnh kêu ba má ảnh qua dạm hỏi chị Thuận cho ảnh. Trời ơi, thì vì ban đầu ba má của ảnh nó không biết là chịu không chịu gì, nhưng mà tự nhiên sau cái ngày hôm đó ba má của anh Thắng cũng qua bên nhà gặp ba má chỉ, dạm hỏi chỉ luôn, hỏi cưới chỉ luôn. Thành ra là thật sự mà nói hồi lúc đó chỉ giống như con còn nít mà 20 tuổi cái gì chưa hiểu, nghĩ trong đầu là vậy là chắc là gia đình người ta không khi dễ mình, gia đình người ta thương mình, người ta không khi dễ mình nghèo vậy thôi. Nếu vậy gia đình vậy cũng tốt, mình gửi tấm thân cũng tốt, chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi nha. Với lại là chị nghĩ á, ở bên gia đình của anh Thắng thì giàu đúng không, giàu nổi tiếng nhất nhì trong xóm đó mà. Thì nếu mà người ta không có khi dễ mình mà người ta lợi, người ta hỏi cưới mình mà lấy con người ta về á, người ta sống đạo đức vậy thì mình lấy con người ta về á là mình cũng đổi được đời, thấy không? Cuộc đời mà nó cũng lật sang một trang mới, nó sáng sủa lên. Sáng chói như vậy không sáng sủa như vậy thì gia đình mình có thể là tương lai có thể thoát được cái hoàn cảnh nghèo nàn này, có thể là nó vớt vát, nó khá lên chút, nó không giàu nhưng mà khá lên chút, phải không? Mình giúp cho gia đình mình cũng có thể đổi sang một cái trang mới, cuộc đời mới. Cho nên chị chấp nhận, chị lấy anh Thắng gì. Thấy ba má anh Thắng tới tận nhà dạm hỏi mà chị chỉ đồng ý luôn, một phần là chị yêu, một phần chị muốn là cứu gia đình chị mới lấy anh Thắng. Thì sau khi mà anh Thắng với chị hai người cưới với nhau về sống với nhau một thời gian thì chị Thuận chỉ nói là chị phát hiện ra là cái anh Thắng chồng của chị nè ham ăn mà lười làm. Quý vị có khổ không? Bây giờ ham ăn ham xài nhưng mà lười làm, tại vì con gia đình có điều kiện, thiếu gia mà làm chi nhiều không? Cho nên là về nhà giống như chị vừa hầu chồng, vừa hầu ba má chồng, vừa giống như một ô sin trong gia đình vậy đó quý vị, mà còn bị chồng mắng nhiếc nữa. Anh Thắng hồi lúc đầu không biết tại sao yêu chỉ hay là như thế nào, hay là không yêu mà kêu ba má qua dạm hỏi cưới chỉ về. Cưới chỉ về xong thì chị mừng quá, chị tại chỉ thương ảnh là thương thầm nhớ trợ, mà nay anh cưới em thì em mừng. Cưới về làm dâu xong ba má chồng á nói hạch sách với chị, nói cô bước chân vô nhà tôi ngày hôm nay, ngày đầu tiên cô bước chân vô nhà tôi muốn nói cô một cái quy tắc trong gia đình. Trong gia đình này á, tôi nói cô nghe, 1 xu 50 xu cô muốn lấy tiền trong gia đình này ra, cô xài cái gì cô cũng phải thông qua tôi, là má chồng nói nha. Mặc dù là 50 xu thôi một cắt cô lấy ra từ bên gia đình của tôi, cô cũng phải nói cho tôi nghe. Đó quý vị coi khổ chưa, mới cưới xong là cái ngày đầu tiên thôi là bà già chồng bà dằn mâm sáng chén mà nói trước một câu gần vậy rồi. Thì tưởng đâu là chồng lên tiếng á, là bên vực cho mình đúng không? Nhưng mà không có gì. Ông chồng của chị ổng đứng trơ trẽn trẽn, ổng nghe má ổng nói gì mà ổng im re, ông Thắng á. Thì giống như chị cũng buồn, chị nghĩ trong đầu ảnh thương chị ảnh mới cưới chị chứ sao tự nhiên cưới về rồi xong bây giờ má ảnh đang hiếp mình mà ảnh đứng trơ không? Ai ngờ tới sau này quý vị sống nhau một thời gian nữa thì chị Thuận chỉ mới phát hiện ra là anh Thắng lấy chỉ là vì là ảnh muốn trốn tránh trách nhiệm, ảnh làm cho người ta có chủ quan. Quý vị có chịu nổi chưa? Thì chị mới phát hiện ra là anh Thắng không hề yêu chỉ, không hề yêu, không hề thương chỉ một chút xíu nào, mà ba má chồng cũng không hề luôn. Nói chung là chỉ giống như là một cái món hàng để mà họ rước về nhà để mà làm bức bình phong vậy đó, để mà cho con họ trốn tránh trách nhiệm cái chuyện mà giống như là gánh trách nhiệm cái bầu chủ quan ở bên kia vậy đi. Thì coi như là lấy chỉ về xong anh Thắng không ngủ với chị quý vị, đâu có ngủ chung, vợ chồng không có ngủ chung. Thì xong rồi là bắt đầu là ảnh kiếm chuyện, ảnh gây gỗ, ảnh chửi chị, ảnh nói hạch sách chị nghèo. Nói chung là anh Thắng ảnh chửi chị chì chiết chỉ, mà ba má chồng cũng vậy luôn, cứ lấy cái nghèo của gia đình chỉ ra mạt sát chị. Rồi xong rồi là nói thẳng luôn, tôi lấy cô về là mai phước cho cô lắm rồi, bởi vì cô cũng gửi gắm được cái tấm thân vô trong gia đình nhà giàu, không? Gia đình trưởng giả, gia đình giàu có, chứ gia đình tôi cũng đâu có nghèo khó gì đâu, không? Thì cô lấy cô cũng dựa hơi được gia đình của tôi, ba má của cô cũng dựa hơi được gia đình của tôi, không? Thì nói chung là ngày nào cũng mắng nhiếc chỉ vậy đó quý vị. Mà trong khi đó tối thì vợ chồng không có ngủ chung, ổng ngủ một phòng mà chỉ ngủ một phòng. Mà cái chuyện đó thì trong nhà biết thôi, ở ngoài đường không biết nha quý vị. Bây giờ ở ngoài đường á không ai biết á, có một mình Nêu 10 biết thôi. Rồi Nêu 10 kể cho quý vị nghe là coi như hơn 200.000 lượt subscribe biết nữa. Lạ đó là coi như là chỉ có người ta nói là ngoài đường không biết thôi, còn cái này là gian cư mận thì biết. không? Nó đâu có liên quan gì. Cái này là trong nhà biết, gian cư mẫn biết, nhưng mà ngoài đường thì không biết à nha. Là coi như là Nêu 10 biết, Nêu 10 kể quý vị nghe đó, là coi như bây giờ cái ông nội ông Thắng này á, là đâu có yêu con gái người ta, mà lấy con gái người ta về vậy rồi chịu đấm ăn xôi. Quăng cho con gái người ta ở một phòng, ổng ở một phòng, ổng không chung đụng, không đụng chạm, thì không có một cái gì gọi là một ngày là vợ chồng hết quỳ. Mà bây giờ đụng vô là toàn là mắng nhiếc, khi dễ gia đình người ta, chửi cha mắng mẹ người ta, mà bây giờ ổng chửi thôi, ba má chồng ổng cũng chửi luôn. Thì quý vị thấy chị Thuận chị khổ không? Khi mà nghe chị kể, Nêu 10 thấy cũng bức xúc kinh khủng. Vậy quý vị, vậy mà chị Thuận á, chị về chị ở chung với cái ông Thắng này, vợ chồng nhau, ở nhau trên danh nghĩa vậy thôi. Vậy mà thấm thoát á, cũng được 5 năm. Trong 5 năm đó, chị Thuận năm đó 25 tuổi thì gia đình bên chồng á, bị người ta hãm hại cho nên là phá sản. Gia đình chồng bắt đầu suy kiệt. Thì ba má chồng bây giờ không còn hống hách như trước quý vị. Nhưng có điều, bây giờ ngược lại á, là tối ngày không có khi dễ chị nghèo nữa, mà ngược lại nói á, là tại vì rước chị về làm dâu, cái mặt của chị chầm dầm cho nên gia đình chồng bây giờ làm ăn mới thất bại. Thì cái anh Thắng á, ảnh nghe lời ba má ảnh mà quý vị, mà cộng thêm thật ra nói là nghe lời thôi, nhưng mà thật ra ông nội này ông không có nghe lời. Chủ yếu á, là ông cũng tức ở cái chỗ là rước con vợ về mà gia đình á, suy kiệt, làm ông bây giờ trở thành bần cùng không. Thì ổng hồi nào giờ là quen được cái thói là dung dưỡng gia đình, là công tử mà, quen thói công tử mà. Tự nhiên nay gia đình của mình á, ba má mình á, phá sản, trong tay trắng tay hết trơn rồi. Ông đâu có tiền, ông đi chơi bời đâu có tiền mà thể hiện đại ca đàn anh nữa đâu không. Thành ra bây giờ giống như là nghe ba má ổng nói vô, nói là tại rước cưới con Thuận về á, cái mặt của nó chầm dầm chù dụa, nhà mới làm ăn xuống mới thất bại vậy. Thì ổng hùa theo luôn quý vị. Thì sau đó là coi như ông Thắng này ổng mới nói với ba má ổng nói bây giờ á, ba má vậy rồi mà bây giờ tôi hồi nào giờ tôi ở dưới quê á, dù sao á, gia đình ba má cũng là giàu nhất nhì ở trong cái xã này. Tôi bước chân ra ngoài tôi chơi á, cũng được nhiều người nể nang tôi. Mà bây giờ á, không lẽ nào á, tới bước đường cùng bây giờ gia đình vậy, tôi đi ra ngoài sao tôi dám đưa mặt ra ngoài đường nữa. Mà bây giờ tôi đi ra ngoài tôi xin công việc làm, người ta còn cười tôi nữa. Tại hồi nào giờ tôi công tử, tôi đâu có làm gì đâu, mà tôi vẫn có tiền tôi xài. Tự nhiên bây giờ kêu tôi phải giải nắng dầm mưa, tôi làm tôi mất mặt lắm, tôi không làm dưới quê. Bây giờ muốn làm kiếm tiền để phụ ba má, lo cho ba má thì tôi đi lên Sài Gòn tôi làm. Nói chung tôi phải tránh mặt của những cái người bà con, những cái người họ hàng, những người hàng xóm ở dưới quê. Chứ tôi mà đi làm vòng vòng ở dưới quê này, một hồi nó đồn rồi tôi mất mặt lắm. Tại hồi xưa tôi đâu có phải khổ đến như vậy. Đó, thành ra là ông thằng Thắng này nó mới nói với ba má nó vậy, mới nói là khăng khăng rồi đi lên Sài Gòn đi kiếm việc làm thì ok, chứ mà ở dưới quê là không làm. Thì sau đó gì hai ông bà già chồng nè mới thấy vậy, bỏ thằng con trai duy nhất của mình đi lên Sài Gòn. Ông bà cũng lo, trong lòng ông bà lo chứ, nghèo thì nghèo, con mình nó đi lên đó nó kiếm tiền để nó lo cái tấm thân của nó, với lại nó gửi về đây nó lo cho ba má nó. Thì thành ra hai ông bà này xót con, lỡ con lên Sài Gòn có cái gì sao. Ông bà mới nói với chị Thuận, nói thôi hồi nào giờ ba má chửi mày dữ lắm, nhưng mà ngày hôm nay ba má làm ăn xuống thất bại cũng là vì mày. Tao bảo đảm cái tuổi mày khác tuổi ba má. Thì bây giờ nếu vậy á, mày coi như á, là mày trả lại cái món nợ này cho gia đình ba má đi. Là bây giờ mày đi theo thằng Thắng á, đi lên Sài Gòn. Là ông già chồng nó nói nhà mày đi theo thằng Thắng lên Sài Gòn. Rồi á, thằng Thắng á, thì nó đi làm đi cài gì đó, mày ở nhà mày cơm nước cho nó về nó có nó ăn. Chứ bây giờ thằng chồng mày từ sướng mà bây giờ thành cực, thì bây giờ mày phải gồng gánh phụ. Vợ chồng á, thì bây giờ á, lúc sướng thì có nhau, thì lúc khổ cũng phải có nhau không. Nhưng mà thật ra hồi xưa tới giờ gì lúc sướng cũng có đâu. Lúc sướng chị Thuận chị cũng vẫn khổ, mà bây giờ lúc khổ chị Thuận phải khổ theo. Quý vị thấy khổ chưa? Thì cái này là do gia đình này nói chuyện ngang thôi quý vị ơi, ngang như cua đó. Thành ra là bây giờ nói vậy thì giờ vô cái thế vậy rồi nói làm sao quý vị. Mà bây giờ trên danh nghĩa hai người hôn thú là vợ chồng mà, bây giờ không lẽ nào gia đình chồng làm ăn thất bại, bây giờ chồng nghèo khổ, không lẽ mình nói câu giờ mình ly hôn. Ngày xưa phụ nữ rất là sợ ly hôn, mà cho như nếu như mà chán chơi mê mỏi ly hôn đi chăng nữa đó, thì lúc đó thiên hạ người ta sẽ đồn vô, người ta nói chị Thuận là cái thứ bạc bẽo. Hồi xưa lấy gia đình chồng không tại vì lấy gia đình chồng là tại vì gia đình chồng giàu, nay gia đình chồng thất bại cái vợ nó dạng như nó quảnh đít nó đi không, là sợ ở ngoài thiên hạ người ta nói vậy. Nên chị Thuận chị cũng bấm bụng, chị nghe ông già chồng chị nói là chị nghe là chị biết ông này nói chuyện ngang, ông này nói chuyện kiểu binh con trai ổng thì thôi đi, nhưng mà bây giờ bước đường này rồi thôi chị cũng sẽ theo chồng chị đi lên Sài Gòn. Thì sau đó chị Thuận chị mới theo anh Thắng đi lên Sài Gòn để mà ông nội này ông đi lập nghiệp làm ăn quý vị. Thì ổng mới lên Sài Gòn ổng đi xin làm công nhân. Bây giờ hồi xưa dưới quê sướng thấy mồ luôn, bây giờ lên Sài Gòn đi xin làm công nhân, làm quần quật, làm K1, K2, nhưng mà ổng không đi K3 nha. Ông nội này ổng đi thức đêm tới sáng không nổi. Còn chị Thuận á, chị ở nhà á, là cơm nước nội trợ. Rồi xong rồi á là chỉ còn phải nhận ráp đồ á, nhận người ta ráp đồ mấy cái chỗ mà tiệm may đồ đó người ta cần thợ ráp á, thì thay vì bây giờ mình không tới tận tiệm mình ráp cho người ta thì giờ người ta sẽ giao đồ qua bên tận nhà mình, giao hàng qua tận nhà cho mình ráp xong người ta ghé qua người ta lấy dạng vậy. Thì coi như bây giờ chị Thuận chỉ có thêm cái nghề ráp đồ nữa thì cũng kiếm thêm được chút đỉnh. Tại vì nói nào ngay cái thời điểm lúc đó đó là thuê cái căn nhà trọ hai vợ chồng ở là chị Thuận chỉ kể chỉ anh Thắng ở căn nhà trọ đó tầm 1,7 triệu một tháng à. Mà chồng của chị lúc đó đi làm công nhân K1, K2 dạng tháng kiếm nó cũng được khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 12 triệu, 10-12 triệu là làm K1, K2 ấy nha. Mà nếu như bữa nào mà làm overtime tính luôn hết tất tần tật là được khoảng 11-12 triệu. Rồi còn chị ở nhà chị nhận ráp đồ dạng tháng chị có thể cũng kiếm được vài 3 triệu, phải không? Thì hai vợ chồng á, cán đáng tháng cũng gom chắc cũng được tầm 15 triệu mà trừ tiền nhà trọ cũng hết cỡ 2 triệu rồi, phải không? Nhà trọ 1,7 triệu, điện nước này kia nữa làm chi là cũng tầm 2 triệu mấy. Thì nói chung là hai chồng vẫn còn dư ra được mười mấy triệu rồi tiền chợ búa cơm nước gia đình nữa, phải không? Là một tháng cũng phải tầm 3 triệu 4 triệu nữa, thì nói chung hai vợ chồng vẫn còn dành dụm được đâu đó 7-8 triệu. Rồi từ 7-8 triệu đó phải gửi về dưới quê nữa cho ba má chồng có tiền để mỗi tháng ổng bả dưới đó ăn cơm ăn nước chợ búa nữa, chứ ông bả giờ đâu có làm gì đâu. Thì mỗi tháng gửi về quê cho ba má của anh Thắng cũng 2 triệu để hai ông bà có chi phí tiêu lặt vặt, phải không? Thành ra mỗi tháng hai vợ chồng chỉ còn bỏ túi đâu đó được khoảng tầm là 4-5 triệu thôi, là tiền đó là tiền để dành á, để đó để dạng như là hộ thân á, khi nào mà có chuyện gì gấp cấp bách thì có tiền đó để mà xoay sở. Tới cái ngày hôm đó thì cái ông Thắng này ổng mới về ổng nói với chị Thuận á là ổng mắc nợ quý vị. Ổng đã lỡ làm nợ mà ổng lỡ làm nợ nha. Ổng nói ổng lỡ làm nợ rồi, bây giờ số tiền lớn lắm. Cho nên bây giờ á, cái khoản tiền mà dành dụm thời gian qua đi làm á, là mỗi tháng dành dụm được 4-5 triệu á, thì bây giờ á, cũng còn có được á, là tầm 10 mấy 20 triệu trong người. Thì ổng mới nói với chị Thuận á, là bây giờ ổng lấy cái tiền đó để mà ổng trả trước cho tụi mà cho ổng mượn tiền, chứ không á, là nó chận đường chận ngã nó làm ổng này kia. Ổng mới nói là bây giờ 10 mấy 20 triệu đó chỉ là giống như là trả cho tụi nó để cho tụi nó yên để cho mình còn làm ăn, thấy không? Nhưng mà bây giờ cái số tiền nó sẽ nhân lãi mỗi ngày lên. Thì chị Thuận mới hỏi là anh nợ cái gì? Anh làm cái gì mà nợ? Anh đi làm công nhân mà sao mắc nợ? Thì lúc này ổng mới lòi ra ổng nói là ổng lỡ làm nợ cờ bạc, cho nên là bây giờ cái tiền lãi đó nó sẽ nhân mỗi ngày lên, tăng lên. Bây giờ cái khoảng 10 mấy 20 triệu đó chỉ là dạng như trám họng cho cái tụi đó đừng có đòi ổng, cho ổng được cái thời gian thông thả để đi làm kiếm tiền thôi. Chứ mà phải gấp rút có tiền để trả, chứ không mà lãi mà càng kéo dài lãi nó nhân lên là hồi nó còn nặng nữa, không? Đâu cũng lại vào đó mà nó số tiền còn dữ dội hơn, gốc không bao nhiêu mà lãi quá trời, không? Thì sau đó chị Thuận cái gì chỉ nghe xong rồi chỉ gọi là không biết nên nói lời gì luôn, quá đau lòng. Bây giờ tiền để dành đó để mà hộ thân, ví dụ ba má đôi bên mà có chuyện gì thì có tiền để mà lo xử bỉ. Bây giờ ổng gom hết tiền đó, nhưng mà tiền đó đổ sông đổ biển, bây giờ lãi mỗi ngày nó cứ nhân lên thì tiền đâu mà trả. Thì hai vợ chồng xảy ra xích mích ngày hôm đó. Xong rồi là coi như không có nói chuyện, bình thường thì cũng không nói chuyện nhiều, nhưng mà bây giờ là coi như chiến tranh lạnh luôn. Thì độ khoảng tầm là trôi qua một tuần sau kể từ ngày ông Thắng ổng báo cái chuyện ổng làm nợ ra đó, ổng vét sạch sẽ tiền bạc để mà trả trước cho cái tụi mà cho ổng vay tiền á. Khoảng một tuần sau cái gì đang yên đang lành ngày hôm đó thì chị Thuận chỉ ở nhà chỉ ráp đồ mà chỉ đâu có đi đâu, thì tự nhiên chỉ nghe xe máy nó chạy vô trong hẻm mà nó làm rùm luôn cái gì. Xong rồi nó đá chống xuống xe, nó đá chống xe xuống á, kịch là coi như chỉ thấy là 3 chiếc xe trên xe là đều là chở nhau, là coi như là thành là 6 người mà đi 3 chiếc á. Thì coi như bước xuống đứa nào đấy toàn là bậm trợn, không nhìn đàn anh đàn chị không. Thì chị Thuận là chỉ nhìn vô là chỉ biết rồi tới công chuyện rồi, bảo đảm luôn là tụi đó nó không để cho mình yên, nó biết phòng trọ mình rồi, nó không để cho mình yên. Thì sau đó mấy thằng này của chị, có một cái thằng mà đầu sỏi không, nó mới đứng nó mới nói với chị á, nó hăm he nó đòi này đòi kia. Nó nói nếu mà chị á với thằng chồng chỉ là thằng Thắng á mà không trả tiền cho nó đó nha, không trả đúng hẹn mà coi nó giống như con nít 3 tuổi á, là nó tới công chuyện nó làm tới đâu luôn, không? Nhà không có mở luôn, mà mạng cũng không có để mà sống luôn, nó nói thẳng vậy luôn mà. Thì sau khi mà nó đe dọa xong vậy á, thì 6 thằng nó phóng lên xe và nó đi một cái vèo luôn, đi mất tích luôn. Thì lúc này chị Thuận chỉ giống như bàng hoàng, bây giờ chị cũng không biết ở đâu ra một cái số tiền lớn như vậy để xoay sở nữa. Mà bây giờ tụi nó đã biết phòng trọ rồi thì chắc là mình ở sẽ không có ngày nào mà là ngày yên tĩnh đâu, thiệt á. Mà nếu như tụi nó mà đã là giang hồ rồi, tụi nó cái chuyện gì tụi nó cũng dám làm hết trơn á. Thì chị Thuận chỉ quắn quéo, chị sợ quá đi quý vị. Thì khi mà chị đang ngồi ngơ ngác không biết bây giờ mình phải tính làm sao á, thì lúc này mới có một cái chú đó quý vị. Chú đó nãy giờ đứng ở trên lầu nhìn xuống thấy cái tụi này nó lợi nó dằn mâm sáng chén dằn trước nhà cửa của chị Thuận này làm sùm mà. Thì ông này ông đứng trên nhà ông nhìn xuống thấy rồi, ông ngó xuống thấy rồi, ông thấy tụi này quậy rồi. Ông định là ông gọi cho phường xuống hốt tụi này, không? Nhưng mà ai ngờ đâu tụi này nó vô nói 3-4 câu vậy xong á là nó lên xe nó phóng nó đi luôn. Nên là ổng không có kịp thời gọi điện cho bên phường. Thì cái ông chú này ổng mới bây giờ ổng mới bước xuống gì, ổng mới qua bên nhà chị Thuận nè, ổng đứng trước nhà ổng mới nói tôi nói chuyện với cô một chút được không. Thì chị Thuận chỉ biết cái chú này, tại vì chú này đi ra đi vô trong xóm này trong hẻm này thì thật ra là biết mặt nhau, biết thôi, biết là chòm xóm thôi nhưng mà chưa nói chuyện bao giờ. Thì cái chú này mới nói là tôi nãy giờ tôi đứng ở trên á, rồi tôi thấy nhà cô có mấy cái đứa thằng đó nó tới nó đòi nợ. Mà tôi hỏi thiệt nè, nợ này là nợ của cô hay là nợ của ai? Tôi phải hỏi trước để tôi coi coi giúp được thì tôi giúp cho. Thì chị Thuận chỉ mới khóc cái gì, chị mới nói thiệt sự là con ở nhà không suốt, có giao du với ai đâu mà mắc nợ, có đi chơi bời gì với ai đâu mà mắc nợ chú. Cái nợ này là nợ của thằng chồng con nó làm ra, rồi bây giờ con thì tự nhiên bây giờ con thành người gánh. Bây giờ nếu như mà con ở đây nè, con ráp đồ, con làm việc ở nhà còn này kia nọ vậy, mà bây giờ tụi này mà nó cứ lợi nó quậy vậy hoài, con cũng không biết con làm ăn sao luôn. Rồi sợ mà ồn ào ở đây hoài, chủ nhà người ta đuổi vợ chồng đi, không có nhà để ở nữa. Thì chị Thuận mới khóc với cái ông chú này, cái gì mới nói vậy. Thì cái ông chú này ông mới thấy chị Thuận á, mặt đẹp gái 25-26 tuổi mà bây giờ khổ vì chồng, thằng chồng làm nợ, mà nhìn chỉ kiểu dịu dàng, kiểu yếu đuối á. Thì cái ông chú này mới nói thôi bây giờ nè, tôi nói cho nghe. Tại vì tôi nghe cái giọng cô, tôi biết cô dân miền Tây, thì tôi cũng là dân miền Tây nè, tôi cũng gốc miền Tây, cho nên thôi thì coi như là mình cùng là dân cùng một xứ, thì bây giờ mình tương trợ lẫn nhau. Bây giờ tôi thì tôi không giúp tiền giúp bạc, nhưng mà tôi nói trước nha, tôi có một cách tôi giúp giùm cô được, nhưng mà cô phải phối hợp với tôi là vậy. 2 ngày nữa tôi có thằng bạn nó ở bên Mỹ về, mà thằng bạn này á, nó về thì nó ở nhà tôi á, nhưng mà nó là ngày xưa đó nha. Tôi đang nói lai lịch thằng bạn của tôi á, là ngày xưa khi mà nó còn ở bên Việt Nam á, là hồi xưa nó cũng là dân anh chị khét tiếng ở Sài Gòn này. Thì bây giờ sẵn dịp nè, 2 bữa nữa thằng bạn đó của tôi nó về, nó ở nhà tôi nè, cho nên là tôi sẽ hỏi nó thử là coi là nó còn quen biết những cái mối quan hệ nào ngày xưa mà cũng dân anh chị ở trên Sài Gòn hồi xưa không, để hỏi thử là những cái mối quan hệ đó coi bây giờ ngày hôm nay có thể giúp giùm được không. Giống như là giúp ở đây là một là có thể là cái lãi suất á, có thể là giảm cho cô tối đa. Cái thứ hai là thư cái thời gian ra để cho cô trả dạng vậy. Thì tôi giúp cho cô được vậy thôi nha, chứ tôi không cam kết là giúp cho cô là giống như số đó giảm nghèo, thì tôi không dám chắc. Thì coi như chị Thuận chỉ nghe vậy xong chị cũng mừng quýnh lên quý vị. Thì sau đó là chị mới kể lại, tối đó chị mới kể lại cho chồng chị nghe. Chị nói là bây giờ vậy đó, hôm nay tụi nó tới tận nhà tụi nó quậy tôi. Rồi xong rồi có một cái ông chú trong xóm nào mới giúp giùm. Ông nói 2 bữa nữa bạn ổng ở bên Mỹ về, mà bạn ổng hồi xưa là dân anh chị ở trên Sài Gòn cũng khét tiếng lắm. Thì bây giờ nếu như mà người ta giúp được thì thôi kệ, cứ để cho người ta giúp, chứ bây giờ tôi với anh túng cùng lắm rồi. Bây giờ để cái tụi đó nó cứ lợi nhà nó phá hoài là có ngày chủ nhà người ta tống cổ mình ra đường là không có nhà để mà ở. Bây giờ kiếm một căn phòng trọ mà 1,7 triệu tháng vậy là cũng quá bèo rồi. Bây giờ kiếm ở đâu ra được cái phòng trọ thứ hai vậy nữa, mà có thêm cái gác nữa không. Thì sau đó thời gian trôi qua 3 ngày sau, ngày hôm đó thì cái ông chú đó ổng mới dẫn một người đàn ông tới, tuổi cũng xem với ổng luôn, cũng đâu đó tầm 50. Thì mới tới đứng cứ trước cửa nhà của chị Thuận á, mới kêu cửa, kêu ới vô không, tại lúc đó chị Thuận đang ngoài sau bếp. Thì chị nghe tiếng ở ngoài người ta kêu chị, tại chị tưởng đâu là người ta đem đồ tới cho chị sữa hay là này kia. Thì chị mới ới ra, chị nói rồi đợi tôi ra liền. Thì chị mới vừa chạy ra quý vị, chạy từ trong bếp chạy ra thì chị nghe cái mùi nước hoa nồng nặc luôn, mùi đậm đà lắm. Chị nghĩ chắc ông này không biết ai đâu mà xịt nước hoa vậy dữ vậy, xịt nước hoa cái kiểu này chắc xịt lần nửa chai hay sao, cái mùi nó mới nồng nặc vậy, đứng xa vậy mà mùi vẫn dữ vậy không. Thì ai ngờ chỉ ra cái gì, thì cái ông chú đó dắt một người đàn ông xem tuổi ổng luôn, cũng tầm 50-51 tuổi, và ổng giới thiệu, ổng nói đây là cái người mà bữa hôm tôi nói với cô nè, bạn của tôi đó ở bên Mỹ mới về đêm hôm qua, hôm nay tôi dẫn qua liền nè, là tên bạn của tôi tên là Alex, nhưng mà thôi cô cứ kêu là chú Đặng cũng được, tại vì họ của ổng là họ Đặng nhưng mà tên tiếng Mỹ của ổng là Alex. Thì bây giờ thôi nếu vậy cô kêu là chú Đặng cũng được cho cô suông miệng. Thì sau đó chị Thuận chỉ mừng lắm cái gì, chị mới mời 2 người vô nhà dùng nước không. Lúc này thì cái ông chú mà đứng cửa giữa, ông chú ở xóm, ông đứng cửa giữa, ông mới nói là nè, này là vợ của cái thằng mà làm nợ đó, là coi như là tội nghiệp lắm, nó chuyển về đây ở mấy tháng nay thôi, mà thấy vợ chồng của nó kiểu như chồng nó không biết làm nhiều làm ít gì mà gần như đi suốt ngày vậy đó, chỉ có tối đêm mới về hay sao á, mà sáng là nó lại đi nữa rồi, cho nên ở xóm này nhìn mặt chồng nó ít lắm, chỉ có biết nhà này là biết nó thôi chứ không biết chồng nó, cái mặt mũi chồng nó người ta không nhớ lắm, tại vì chồng nó đi miết là ít khi nào ở nhà. Mà vậy á, mà nó đi miết vậy á, mà làm nợ, thí dụ đi miết vậy mà nó kiếm cơm kiếm cháo kiếm ngày 3 bữa không nói, lần này làm nợ, cho nên thành ra bây giờ là vợ nó ở đây khổ quá đi, bây giờ nó làm nợ rồi đúng như là người ta lợi tận nhà trọ nè, người ta tìm người ta đòi con vợ nó, bởi vì khổ vậy đó. Thì sau khi mà chú Alex Đặng nghe vậy xong cái gì, chú Đặng mới nói như vậy. Thì bây giờ chú Đặng nói chuyện cũng chậm chậm thôi. Thì bây giờ nếu mà trường hợp của cô như vậy thì tôi cũng không chắc là tôi giúp được gì nhiều nha. Nhưng mà giúp ích thì tôi chắc chắn là tôi sẽ giúp được cho cô. Còn bây giờ tôi hỏi cô nè, bây giờ cái món nợ đó, bây giờ hiện tại nếu mà mình tính về tiền á, cả gốc lẫn lãi luôn á, hiện tại á, là bao nhiêu? Thì chị Thuận mới nói chắc cũng gần ngót nghét, cũng gần phải tầm xem 7-80 triệu à. Thì cái chú Alex này quý vị, chú Alex này mới nói vậy, bây giờ nè tôi nói cô vậy có hai cái phương án. Cái thứ nhất á là tôi nhờ cái sự quen biết để tôi nhờ thử coi là coi được không, nhưng mà tôi nghĩ chắc cũng có xác suất được á. Để tôi nhờ mối quan hệ của tôi thử xem là có thể giúp dùm là hạ cái mức lãi suất cho cô thấp một chút. Rồi xong rồi tiền gốc với tiền lãi thư cho cô trả từ từ, thấy không? Thì coi như là khi mà chị Thuận chỉ kêu chị mừng cái gì, chị mới nói vậy thôi chú giúp dùm con. Thì cái chú Alex Đặng này mới nói vậy, chú Đặng mới nói vậy nè. Thì thôi bây giờ nè tôi nói cho cô đừng có rầu, cô đừng có buồn. Bây giờ nó sẽ có hai cái phương án. Cái thứ nhất á là bây giờ nếu như mà cô với chồng cô mà nhắm á là vẫn có thể là duy trì trả nợ được cho tụi nó dần dần á thì ok. Thì tôi sẽ thương lượng theo kiểu như là kêu tụi nó là giảm lãi suất và cũng như là thư thả cái phần tiền gốc cho cô trả từ từ. Nhưng nếu như á mà dựa trên cái mức thu nhập thực tế của cô và chồng cô mà nó quá thấp đi, trang trải đời sống mỗi ngày á, là nó đã chật vật rồi, mà nếu như bây giờ mà hứa với nó một lời là một lời, mình trả thư nhưng mà nó phải đúng ngày đúng giờ mình trả cho nó đều đặn. Mà nếu như bây giờ cô với chồng cô mà thất tính rồi á là tụi nó sẽ lật kèo rồi nha. Là nó mà lật kèo rồi là lần này nó tôi không cứu cô được, tại vì cứu một lần thôi đâu cứu được hoài. Còn mà phương án 2 á là nếu mà cô nhắm á, là bề thế không xong thì cô trả lời tôi luôn một cái một. Bây giờ là cô nhắm bề thế cô trả nợ không xong thì bây giờ cô có được bao nhiêu, ví dụ như bây giờ cái mức tiền gốc á, nó giảm xuống được bao nhiêu để cô có thể trả lãi dần dần và tiền gốc lần cho cô cán đáng nổi thì bao nhiêu. Thì chị Thuận chỉ mới nói dạ nếu vậy thì chắc tầm một nửa thì ok, có nghĩa là bây giờ 50 triệu mà nếu mà giờ mà tự nhiên ở đâu á, mà con giảm được 25 triệu tiền gốc á, thì con chỉ trả cái phần tiền gốc còn lại 25 triệu thôi thì con có thể cán đáng nổi cái tiền gốc với lãi. Thì cái chú Alex Đặng này mới nói vậy quý vị. Thì thôi nếu mà bây giờ cô nói vậy đúng không, vậy bây giờ nè, bây giờ tôi giúp cô thì tôi cũng giúp hết nước hết cái thì thôi. Tại vì tôi thật sự mà nói giúp cô giúp một phần á là tôi cũng muốn á, là để giữ lại cái thể diện của tôi. Tại vì một lời nói ra á, là như đinh đóng cột, phải không? Cột một thì nó góp ra thôi. Thì bây giờ tôi nói cho cô như vậy. Bây giờ á, ngoài cái chuyện tôi nói nó giảm cái lãi suất cho cô và cũng như thư thả cái phần tiền cho cô trả tiền gốc lẫn lãi mỗi tháng, thì bây giờ tôi sẽ cho cô 25 triệu là cái tiền này xuất phát từ tôi cho cô nha. Tôi cho cô khỏi cần trả cho tôi, coi như tôi giúp cô đó. Là tôi cho cô 25 triệu. 25 triệu còn lại đó là mỗi tháng á, cô chọn ra một cái ngày nhất định, thí dụ 5 tây hàng tháng cô chuyển cho nó trả bao nhiêu tiền gốc và lãi để mà tôi biết, tôi đứng cửa giữa tôi hòa giải, tôi nói chuyện, tôi nói tôi thương lượng cho, tôi nhờ mối quan hệ này kia thương lượng cho. Thì sau đó là coi như thống nhất nhau xong xuôi hết quý vị. Là bây giờ cuối cùng tiền gốc là 25 triệu, cái lãi thì trên 25 triệu thì nó thấp hơn. Cho nên bây giờ là chị Thuận chỉ có thể gồng gánh để mà trả nợ cho chồng được rồi quý vị. Còn mà khơi tự nhiên bây giờ có được chú Đặng cho chị giống như là cứu số đó giống nghèo á, cho chỉ được 25 triệu, phải không? Cứu chỉ qua khỏi bể khổ. Thì từ cái ngày mà dàn xếp mọi thứ xong xuôi, cái nêu khúc này nêu mời kể ngắn rồi nha. Thì coi như là sau đó dàn xếp xong xuôi hết, ổn thỏa hết quý vị. Thì coi như là chị Thuận á, chỉ mắc nợ ân tình của chú Đặng. Cho nên thành ra trong cái khoảng thời gian chú Đặng ở Việt Nam lần đó đó, thì chú Đặng là coi như ở bên nhà của cái ông bạn của mình á, ở trong nhà của cái ông bạn là cái ông chú hàng xóm kế bên nhà của chị Thuận á. Thì cái là chú Đặng là ở đó quý vị, ở đó chơi hủ hỉ hai ông bạn già. Thì chị Thuận á chỉ mắc nợ ân tình của chú Đặng và cũng như cái chú hàng xóm luôn. Thì chị Thuận chỉ mới ngỏ ý với lại cái chú hàng xóm đó như vậy. Bây giờ chú cho con xin vô nhà chú làm giúp việc được không? Con nay cái lưng trâu ra con làm giúp việc cho nhà chú. Thật ra nói là chú kêu con làm gì con làm cái đó. Con nấu cơm nấu nước được hết, từ A tới Á món nào con cũng làm được. Thì bây giờ nếu như mà chú nhận con vô làm, thứ nhất á, là con không có cần lấy lương bổng gì của chú hết trơn. Tại vì đối với con bây giờ giống như cái khoản tiền mà 25 triệu chú Đặng tự nhiên khơi cho con đó là món nợ ân tình. Thì thôi bây giờ con cũng muốn trả lại bằng cái nghĩa, thấy không? Cho nên là bây giờ con cũng muốn là xin vô trong nhà chú, cho con làm giúp việc, lau chùi, dọn dẹp, nấu cơm, nấu nước cho chú khỏi cần trả lương cho con, thấy không? Rồi trong thời gian mà chú Đặng về Việt Nam 3 tháng thì ít nhiều gì mỗi tháng, nếu như mà con làm ô xin cho nhà chú vậy thì cũng có thể gọi là khất từ từ cái số tiền mà chú Đặng giúp con 25 triệu. Thì sau khi mà cái ông ở xóm, ông mới thấy là chị Thuận là biết điều, dễ sợ luôn quý vị đó, không biết điều, hiểu chuyện. Không có phải là nghe người ta nói cho 25 triệu rồi là lấy bỏ túi riêng vậy là coi như xong. Mà cũng biết được cái sự ân nghĩa, rồi cũng biết đền đáp này kia không, cũng muốn được trả ơn. Thì coi như là sau đó thì chị Thuận chỉ mới vô trong nhà của các ông chú hàng xóm. Nói là vô trong nhà để mà nấu cơm, nấu nước, dọn dẹp thôi. Nhưng mà giống như là làm giờ hành chính á, 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Xong rồi là chỉ về bên nhà của hai vợ chồng nè, là chỉ cơm nước. Để mà ông chồng chỉ đi làm á, tầm 7 giờ mấy tối là ổng về là bắt đầu có cơm nước ổng ăn. Thì ngày qua ngày chị Thuận chỉ mới làm ở trong nhà của các ông chú hàng xóm, mà chú Đặng á, thì lại ở chung với lại các ông hàng xóm đó. Cho nên thành thử ra là chị Thuận tự nhiên chỉ cứ gặp được mặt của chú Đặng hoài, mỗi ngày quý vị. Chính vì mà bây giờ á, càng thân thiết, càng ở trong nhà chung với nhau, càng nấu cơm cho hai người này ăn. Thì chị Thuận chị cũng kể về hoàn cảnh cuộc đời của chị cho hai người này nghe. Đối với chị á nha, lúc đó chị nghĩ hai người này giống như một người chú của mình, một người bác của mình vậy thôi. Chị nghĩ nôm na nó vậy thôi, tại vì hơn chỉ tới 2 con giáp của chị, gần xem 2 con giáp. Thì ai ngờ đâu quý vị, khi mà chị kể ra tâm sự về cái cuộc đời của chị ngày xưa, thì cả cái chú hàng xóm lẫn chú Đặng đều rất là cảm động. Và chú Đặng mới nói như vậy: tôi thì thật sự không con không cái. Hồi xưa ở với bà vợ mà hai vợ chồng bị hiếm muộn, vợ tôi bị hiếm muộn, vợ tôi không có con. Nhưng mà cuộc đời tôi sống thì hồi xưa tới giờ là oanh tạc ở ngoài xã hội. Cho nên cuộc đời của tôi rất là thuộc dạng nghĩa khí. Một khi mà không cưới vợ thôi, cưới vợ rồi á, vợ bây giờ có sanh đẻ không được tôi cũng không bỏ vợ. Tại vì cái chuyện đó là chuyện đàn bà phụ nữ, đâu có ai mong muốn cái chuyện mình bị vô sinh, đúng không? Mình bị tắt cái đường con cái đâu. Cho nên là tôi thấy vợ tôi bị vô sinh tôi càng thương nhiều hơn. Thì ngày hôm nay tự nhiên tôi nghe cô kể về hoàn cảnh gia đình của cô, từ má cô cho tới cô, tôi thấy sao hai má con cô khổ quá. Toàn là cái dạng là hồng nhan mà bạc phận, bạc phước, lấy phải những cái ông chồng mà toàn là để đem tới gieo rắc cái nỗi đau. Chưa có một người đàn ông nào đem tới cái niềm hạnh phúc lớn lao cho hai mẹ con cô hết trơn á. Vợ của chú Đặng thì đã qua đời rồi. Chú Đặng cũng rất lâu rồi không thấy phụ nữ bên cạnh mình mà yếu đuối rồi khóc trước mặt mình, không? Hồi xưa ở với vợ thì thường hay thấy vợ khóc với mình. Mà vợ qua đời mấy năm nay là lâu lắm rồi không thấy một giọt nước mắt của phụ nữ. Ngày hôm nay thì tự nhiên chị Thuận ngồi ngay tại trong mâm cơm ăn chung với hai người này nè. Thì tự nhiên chị Thuận kể về hoàn cảnh cuộc đời, rồi nghe chú Đặng nói vậy tự nhiên chị Thuận chảy nước mắt. Thì chú Đặng tự nhiên nhìn thấy cái cảnh đó tự mũi lòng thấy thương sao đâu. Thấy giống như cảm thấy giống như là chị Thuận chỉ khổ quá, mà bây giờ gia đình chị cũng khổ cùng chị luôn, tức là cả gia đình khổ như nhau. Thì sau cái ngày ăn cơm đó xong rồi á, không biết á là giữa chú Đặng với cái chú hàng xóm hai người có nói gì với nhau đêm đó, tâm sự hai ông bạn tâm sự nhau gì hay không nha. Tại vì cả hai ông đều mất vợ trơn rồi, không biết hai ông có tâm sự gì với nhau hay không. Nhưng mà qua ngày hôm sau á, khi mà chị Thuận qua bên nhà để mà nấu cơm nấu nước đó, đi chợ xong qua bên nhà xách bịch đồ ăn rồi đi chợ á, là qua bên nhà để mà nấu cơm nấu nước cho hai ông già này ăn á. Thì chú Đặng á không có nói, nhưng mà cái ông chú hàng xóm ổng lại lên tiếng, ổng nói với chị Thuận, ổng nói vậy nè: Thuận bữa giờ làm cho chú á, con thấy á, là chú Đặng á, cái tánh tình á, con thấy chú Đặng được không? Con thấy chú Đặng, con có đánh giá gì chú Đặng không? Tại hồi xưa chú Đặng á, hồi trẻ cũng là dân anh chị ở trên Sài Gòn không? Thì nếu vậy con có sợ không? Thì chị Thuận chị mới nói: không chú ơi, cuộc đời này ai đâu mà cười ai. Với lại á, người ta không ăn thịt ăn cá gì mình thì mình làm gì đâu mình sợ chú. Thì con bình thường à, không gì hết trơn á chú ơi. Mà ngược lại con thấy thương chú Đặng nữa. Chú Đặng bây giờ ở mình đơn chiếc chị, có chú làm bầu bạn thôi, còn ngoài ra thì đâu có người phụ nữ nào bên cạnh đâu. Rồi bệnh hoạn ốm đau già này kia ai lo chú Đặng. Thì con thấy cũng tội chú là cái chỗ đó thôi à, chứ cô không có đánh giá gì chú hết trơn á. Thì tự nhiên chị Thuận chỉ nói câu đó làm chi quý vị, cái ông chú hàng xóm ông mới thấy vậy, ông đưa vô thẳng vấn đề luôn. Ông mới nói: vậy bây giờ nè, nếu như mà con nói cái lời con nói vậy xong nha, thì bây giờ chú có một cái góp ý y nho nhỏ như thế này, tức là chú chia sẻ một cái nho nhỏ vậy, rồi mày thấy được thì được, không được thì thôi nha. Là bây giờ á, hồi đêm qua chú với lại bạn chú hai người có nói chuyện nhau, thì chú cảm nhận á nha, chú cảm nhận là thằng Đặng á, bạn chú á, nó cũng thích con, thấy không? Nó cũng thích con á. Nhưng mà chỉ có điều là nó hơi vấn đề nó hơi lấn cấn ở cái chỗ là tại vì con còn đang có chồng sờ. Mà bây giờ á, nếu mà nó gờ vô lần hồi có chuyện, thành ra là cái cách mà nó kiểu như chú nói con trước mặt nó đó, thì chú thấy thằng bạn của chú á, nó cứ kiểu như là nó quan tâm con lắm, nhưng mà giống như nó đang cố gắng á, là nó kiềm chế lại, cố gắng kiềm chế lại. Nó sợ giống như là lỡ mà nó làm quá trớn á là nó bị quánh ghen, thấy không? Là tại vì con còn đang có chồng sờ mà. Thì chị Thuận giúp nói nhưng mà vậy rồi sao chú, ý là chú làm sao chú nói cho con dễ hiểu hơn. Thì cái ông chú hàng xóm này mới nói thì ý là bây giờ tối qua chú có nói Đặng vậy, chú nói thằng bạn chú nói ê mày thấy thằng Thuận sao, hay là bây giờ mày cứu đời em Lụ đi thấy không, chứ tao thấy nó cũng đẹp mà. Cái tuổi nó con gái bây giờ tầm 26, 27 vậy, cái tuổi đó cũng gọi là tuổi chín chắn rồi chứ bộ. Mà bây giờ ngoài cái chuyện chồng xỉn sai ra thì hai nó chưa có con chung, chưa có tài sản chung. Thì nếu như mà anh Thuận mà nó thôi thắng chồng nó thì chắc là cũng nhanh gọn lẹ thôi chứ đâu vướng víu gì đâu. Thì nếu như vậy mày có cứu vớt cuộc đời em Lai không, là cứu vớt cuộc đời anh Thuận không? Thì chú Đặng ấp úng nhưng mà nhìn á là chú hàng xóm này nói với chị Thuận á là nhìn vô là biết á là chú Đặng có tình cảm với chị Thuận, thương chứ không phải không thương, nhưng mà ổng đang do dự vấn đề là chị Thuận chưa dứt khoát với chồng, với lại á là không biết là trong lòng chị Thuận á là có thích chú Đặng không, tức là có chịu một người lớn tuổi hơn mình tới 2 con giáp không, thấy không? Thì sau đó vì chị Thuận nghe chú hàng xóm nói vậy, chị Thuận mới bắt đầu á nói là thôi chú cho con suy nghĩ đi, có gì con trả lời chú, còn không á thì có gì con gặp trực tiếp chú Đặng, con nói chuyện chú Đặng luôn cũng được. Thì sau đó vì chị Thuận này chị mới gặp chú Đặng, chị nói chuyện riêng. Chị cũng nói thừa nhận là chị ban đầu chỉ định là trả cái món nợ ân tình thôi, nhưng mà sau khi mà làm ở trong nhà của cái chú hàng xóm này ra vô gặp chú Đặng rồi tâm sự nhau đồ á, thì chị cảm thấy rất ngưỡng mộ cho cái người vợ quá cố của chú Đặng. Tại sao mà có được một người chồng tốt mà yêu thương mình, mà hiểu chuyện như vậy không, thì không bao giờ trách móc mình tầm bậy vậy đó. Thì chị bắt đầu từ từ chị cũng thương, chị cũng thích chú Đặng, chị cũng thừa nhận là chị tự nhiên từ lúc đó chị bắt đầu chỉ có ấn tượng tốt vì chị thích chú Đặng hồi nào chị không hay. Thì bây giờ coi như chị nghe được cái ông hàng xóm bạn của chú Đặng nói vậy, thì ngày hôm nay chị cũng nói thiệt, chị cũng nói thiệt với chú Đặng luôn là chị cũng có cái tình cảm với chú Đặng. Thì sau khi mà nói vậy xong á, chị mới trả lời với chú Đặng luôn, chị nói nếu như mà chú Đặng á là đồng ý tiến xa với chị á thì chị sẽ sắp xếp á, là xin chồng ly hôn. Nhưng duy nhất chỉ có một điều á, đó là thằng chồng của chị rất là rành. Nếu như mà ly hôn ra rồi á là nó sẽ đòi mồi chài á, bây giờ mày cho tao nhiêu tiền đi rồi tao ly hôn, kiểu dạng vậy đó. Tại vì bây giờ sống nhau không có tình cảm. Thật ra là chú Đặng cũng nghe chị Thuận kể là hai người cưới nhau hoàn toàn không có vì tình cảm. Tại vì ban đầu á là chị Thuận chỉ thương thầm nhớ trộm, còn anh này là hoàn toàn không yêu chỉ gì luôn. Nhưng mà về nhà sống chung á, thì cái sự thương thầm nhớ trộm đó bây giờ nó biến mất rồi. Tại vì á, chỉ sống với một người chồng và gia đình chồng vậy á, là coi như tình cảm của chị á, là nó trở về số 0. Thành ra là bây giờ hai người chia tay là trong lòng của cả hai, chị Thuận lẫn là cái anh chồng mà anh Thắng á, là cả hai đều không có vướng víu gì cả, vì bởi vì có yêu đương gì đâu mà tình cảm mà vướng víu gì. Thì bây giờ là chị Thuận chỉ mới trả lời chú Đặng luôn là chị sẽ xử lý cái vấn đề ly hôn với anh Thắng. Nhưng chỉ nói hờ một điều đó là lỡ anh Thắng mà có mồi chài đòi tiền á, tức là giống như là cho tao chút đỉnh tiền đi rồi tao buông tha mày, tao không làm phiền mày nữa, kiểu dạng vậy đó, muốn lấy ai cũng được, dạng vậy không dính dáng gì nữa. Thì chị biết luôn, cho nên chị nói hờ thì chú Đặng mới nói thì vậy bây giờ em cứ xử lý đi, chuyện đâu còn có đó không, tới đó đi, rồi ví dụ có chuyện gì em cứ nói anh, nó mà đòi tiền em cũng nói anh luôn đi để anh biết. Thì coi như sau đó gì thì chị Thuận này nói chung là có chú Đặng là gốc cổ thụ đứng phía sau không, nhờ nhiều mối quan hệ anh chị ở trên Sài Gòn nữa, cho nên là Thắng á, chồng của chị nó cũng sợ, nó cũng không dám hó hé, nó cũng không dám tát tay chị, nó cũng không dám làm này làm kia. Nhưng mà nói nào ngay là cái anh Thắng anh nói với chị Thuận một câu mà gọi là khúc cuối mà trước khi chia tay, chị nói như vậy, ảnh nói vậy thì bây giờ á, từ đầu tới cuối tôi lấy em á, là vì tôi trả thù tình, rồi xong rồi ở sau đó thì tôi cảm thấy là tôi thù em. Thì từ ngày mà tôi cưới em, ở với em giờ 6-7 năm trời, chứ mà thiệt sự giữa hai đứa mình hoàn toàn không có tình yêu. Và tôi cũng thật sự là tôi không có một chút gì gọi là cảm xúc với em trong cái chuyện mà vợ chồng. Thì thôi bây giờ nếu mà em á, giúp tôi một mạng, em đã trả giùm tôi cái nợ. Ngày hôm trước á, em trả tôi cái nợ. Thì bây giờ coi như á, là tôi tới đây tôi với em không còn ai nợ ai. Thì bây giờ á, nếu mà em viết đơn đi rồi tôi ký cho. Và rồi sau đó thì cái anh Thắng này anh buông tha cho chị Thuận quý vị. Ban đầu chị Thuận chứ cứ nghĩ là ảnh sẽ không tha cho chị đâu, ảnh sẽ làm này làm kia. Nhưng mà không quý vị, chỉ hơi bị bất ngờ khi mà anh Thắng á, lúc mà chị nói là chị muốn ly hôn thì anh Thắng á, là nói một câu như vậy là chị làm cho chị cũng ngạc nhiên luôn á quý vị, chị không ngờ. Và rồi sau đó thì trời thương chị, giống như là nó qua được cái nghiệp của chị, giai đoạn nghiệp chị nó qua đi rồi á. Thì tự nhiên sau khi ly dị chồng xong á, không được bao lâu sau thì cái dịp đó chú Đặng này mới về Việt Nam và đi du lịch với lại chị Thuận, hai người là tình nhân nhau mà bây giờ là thành tình nhân tình yêu rồi, nên là đi du lịch. Thì cái chuyện mà nam nữ, người thì lớn tuổi, người thì cũng đã trưởng thành đúng không, cho nên là cái chuyện đó thuê khách sạn khi mà đi du lịch, chuyện mà thuê khách sạn ở chung làm gì không có chuyện này kia. Thì cái khi mà ở với ông chú Đặng á, thì ông chú Đặng mới ngạc nhiên là không ngờ chị Thuận tới giờ chỉ vẫn còn zin, 26, 27 tuổi mà chị vẫn còn trinh quý vị. Cho nên là sau cái lần mà đi chơi với nhau du lịch á, thì chú Alex Đặng này á đã cầu hôn chị Thuận quý vị. Chị Thuận chỉ kể chỉ không ngờ là trong cái lần đó luôn, ảnh sau khi mà ăn ở với mình xong á, ảnh phát hiện ra là mình vẫn còn trinh á, cái tự nhiên cái ảnh đòi cưới luôn à. Chị Thuận chỉ kể cho quý vị, ổng đòi cưới chị luôn. Thì chị cũng nghĩ trong đầu thôi, người ta mang ơn mình quá là lớn, đúng không? Mang ơn quá lớn trả nợ cho mình lúc mà mình túng cùng nhất. Cộng với lại là cái tuổi đời của chú Đặng á, là lớn hơn chỉ tới 2 con giáp. Cho nên là thời gian qua tiếp xúc với chú Đặng á, nhiều cái góc nhìn nó làm cho chị Thuận cảm thấy là mình phải chiêm nghiệm và mình phải học hỏi không. Cho nên sau đó chị Thuận vừa muốn trả nợ ân tình nè, vừa cũng có cảm tình yêu thương chú Đặng nè, rồi vừa bên chú Đặng giống như là một người lớn tuổi, một bậc tiền bối vậy đó, mình học được nhiều, hỏi nhiều cái không. Rồi qua bên Mỹ thì mình cũng có thể giúp được gia đình đủ thứ hết trơn, với cái tính mà chuyên cần của mình, siêng năng của mình thì qua bên Mỹ mình cũng kiếm được tiền. Thì sau đó là coi như chị Thuận đồng ý cái lời tỏ tình cầu hôn của chú Đặng, hai người bắt đầu thành vợ chồng. Bây giờ giải phóng được mặt bằng luôn. Bây giờ nói nào ngay là chị Thuận bây giờ rất là hạnh phúc với lại chú Đặng ở trên đất Mỹ quý vị. Thì đây là một cái câu chuyện mà nó là cuộc đời của chị Thuận này, và cũng là câu chuyện thực tế bên ngoài xã hội. News 10 hôm nay kể quý vị cô chú anh chị mình nghe. Và cảm ơn quý vị cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu quý vị mình có những cái chia sẻ cảm xúc gì có thể comment bên dưới video ngày hôm nay. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình trong một video kế tiếp.